Đây là hiện trường vụ sạt lở núi Bà Hòa nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 25 tháng 10. Vị trí sạt lở nằm sát đường Nguyễn Tất Thành, phường Lê Hồng Phong. Tại hiện trường, do mưa lớn kéo dài, lượng lớn đá trên núi Bà Hòa bất ngờ đổ ập xuống, khiến một người đang lưu thông trên đường bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn, cảnh sát giao thông và nhiều phương tiện đã được huy động đến hiện trường. Tạm thời, cả khu vực này đang được phong tỏa để khắc phục sự cố. Đại diện chính quyền cho biết, trước mắt sẽ tập trung dọn dẹp, khắc phục điểm sạt lở. Ngoài ra, sẽ mời đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá toàn cảnh để có biện pháp xử lý, không để sự cố tiếp diễn.